Nếu quý vị đang tìm kiếm một dòng máy rang có thể rang chín nhanh, chín đều, một cách nhanh chóng, các loại nguyên liệu, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Máy rang đang trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi cơ sở rang xay hạt nông sản. Không chỉ có ưu thế về chất lượng thành phẩm, mà nhờ vào máy rang, số lượng nhân công đã giảm đáng kể. Vậy quý vị có biết hiện nay máy rang nào đang là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng không ạ? Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị máy rang đa năng G30 do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh trực tiếp chế tạo và sản xuất. Máy rang được hầu hết các loại hạt, các loại nguyên liệu gạo lứt, các loại trà đóng túi lọc hay dược liệu cho năng suất cao từ 20 đến 30 cân trên một mẻ, tùy từng loại nguyên liệu. Chiếc máy này rất phù hợp với những hộ kinh doanh nhỏ, lượng sản xuất hàng ngày không quá lớn. Máy rang đa năng G30 có cửa nạp nguyên liệu dạng phễu, giúp cho người sử dụng dễ dàng đưa nguyên liệu vào buồng rang một cách nhanh nhất. Máy với thiết kế hiện đại, hệ thống làm việc linh hoạt, hỗ trợ cho người sử dụng cho ra thành phẩm vô cùng chất lượng. Lồng rang được thiết kế dạng cánh đảo trộn dạng xoắn, giúp nguyên liệu được trộn đều và không có tình trạng hạt sống, hạt chín. Nhiệt độ lồng rang được điều chỉnh linh hoạt từ 0 đến 300 độ C. Nhiệt độ trong lồng rang được kiểm soát và báo chính xác qua đồng hồ điện tử để quý vị tiện canh chỉnh. Tùy vào từng loại nguyên liệu mà quý vị điều chỉnh nhiệt độ, cài đặt thời gian rang thích hợp nhờ bảng điều khiển hiện đại. Bộ phận chuyển động của máy gồm động cơ và hộp số giảm tốc, hệ thống dây cu doa được tính toán chính xác cho tốc độ quay phù hợp để hạt chín đều mà không bị vỡ nát. Hệ thống 15 thanh nhiệt có công suất mỗi thanh 500W đến 800W, đặt dưới đáy lồng theo hình vòng cung, có nhiệm vụ gia nhiệt và duy trì nhiệt ổn định. Sử dụng động cơ 1,5 kW và hộp số giảm tốc, nguồn điện 220V hoặc 380V cho năng suất từ 20 đến 30 cân trên một mẻ tùy từng loại nguyên liệu. Bảng điều khiển hiện đại thông minh bao gồm các loại công tắc, đèn báo, đồng hồ nhiệt giúp khách hàng dễ dàng rang nguyên liệu. Sau khi rang xong, quý vị chỉ cần vặn công tắc đảo chiều để lồng rang quay ngược lại cho hạt ra gọn gàng mà không bị văng tung tóe. Dưới lồng rang được trang bị thêm máng hướng nguyên liệu tiểu dốc, giúp quý vị có thể lấy nguyên liệu một cách dễ dàng. Và hạt rang thành phẩm chín đều từ ngoài vào trong, giòn, vỏ hạt đều màu, giữ được nguyên hương vị tự nhiên, không bị cháy xém hay tách vỡ như rang hạt truyền thống. Quan trọng nhất là chất lượng đồng đều, quý vị không cần lo lắng hạt sống, hạt chín hay giữa mỗi lần rang chất lượng khác nhau. Vâng, và ngoài nguyên liệu đỗ tương ra thì các khách hàng của công ty còn có thể rang hạnh nhân, dược liệu, hướng dương. Ngoài máy rang G30 ra, quý vị còn có thể tham khảo các dòng máy rang khác của công ty Bình Minh như máy rang G15, máy rang G40, máy rang G50 và máy rang inox. Để biết thêm thông tin chi tiết về máy rang G30, quý vị có thể ghé thăm website của công ty Bình Minh hoặc gọi điện đến số hotline được hiển thị ở phía trên màn hình để nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng nhất. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, công ty Bình Minh luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam có sự đầu tư quy mô lớn và trực tiếp sản xuất cũng như phân phối các dòng máy móc tân tiến nhất. Luôn cố gắng hết mình mang đến tay người tiêu dùng những mặt hàng chất lượng tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ sản phẩm. Bình Minh luôn hân hạnh được phục vụ quý vị. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.